Kính thưa hội đồng, chiều nay chúng ta sẽ học lời Chúa trong chủ đề sống đắc thắng. Ba từ nếm biết Chúa hết sức là cần thiết. Như thế nào chúng ta đã đề cập đến sáng nay. Và bây giờ chúng ta đối diện với một vấn đề khác, đó là sống đắc thắng. Muốn đắc thắng thì phải làm sao? Tôi tin rằng chúng ta đã kinh nghiệm ít nhiều trong bước đường theo Chúa, đã từng thắng và đã từng bại. Ngay cả sứ đồ Phao-lô, ông cũng đã nói trong chính kinh nghiệm của mình, ông đã thất bại, mặc dù cố gắng lắm. Ông muốn làm điều lành, nhưng mà không làm được. Ông ghét điều dữ, không muốn làm, nhưng mà phải làm hoài. Lý do gì vậy? Ai lại muốn thất bại? Ai lại không muốn đắc thắng? Nhưng mà tại sao chúng ta cứ thất bại mà không đắc thắng như đáng phải có? Ai lại muốn làm điều dữ, lại không muốn làm điều lành, nhưng mà thường thường trái ngược? Không ra trận thì thôi, mỗi lần ra trận là thua. Chúa Giêsu có nói hai điều. Trước khi ra trận thì người ta phải làm cái điều gì? Ít lắm lưu ý đến hai điều. Tức là xem coi các bên quân thù đó có bao nhiêu người. Và thứ hai là xem coi bên chúng ta lực lượng như thế nào. Nếu không thì khi ra trận thì làm gì? Đầu hàng. Chúa kể câu chuyện này rất rõ. Khi Chúa truyền sứ điệp, thấy không? Và câu chuyện thứ hai Chúa cũng nói tiếp theo đó. Khi các ngươi xây một căn nhà thì trước hết phải làm gì? Phải tính tổn phí, phải không? Nếu không thì sao? Xây nửa chừng, hết tiền, bỏ dang dở, tức là thất bại. Đây là điều rất bình thường mà Chúa muốn dùng, với hình ảnh rất dễ hiểu mà Chúa muốn nói, để cho mỗi chúng ta ý thức được việc chúng ta phải làm, cuộc chiến mà chúng ta phải đối diện, mục đích chúng ta phải thu hoạch là đắc thắng. Sáng hôm nay chúng ta suy nghĩ ba vấn đề. Chiều hôm nay tôi chỉ nói đến hai vấn đề cốt lõi. Và đây là điều mà Kinh Thánh cũng đã nhắc cho chúng ta biết. Tôi chỉ dùng ở trong Ê-phê-sô đoạn 6 và câu gốc ở trong thời gian thứ nhất, để chúng ta phối hợp xem muốn sống đắc thắng thì phải như thế nào. Cái chữ đắc thắng thì chúng ta biết rồi, nhưng mà sống đắc thắng nó đòi hỏi cả một cái quá trình. Không phải chúng ta lâu lâu đánh một trận đâu, mà chúng ta phải thắng trong chính cuộc sống mỗi ngày của chúng ta, thắng liên tục, và nhất là thắng cái trận cuối cùng. Kinh nghiệm của sứ đồ Phao-lô, ông đã nói rất là rõ. Và bây giờ chúng ta xem cái kinh nghiệm của chúng ta như thế nào trong cuộc chiến mà chúng ta đã từng chiến đấu và sẽ chiến đấu, cũng như chúng ta đang chiến đấu. Một câu nói mà ai nấy trong chúng ta cũng đều biết khi đề cập đến chiến đấu và chiến thắng, chớ đừng chiến bại. Đó là phải biết người và biết mình. Đó là hai điều mà chúng ta cần phải ý thức. Và khi đã biết người và khi đã biết mình thì chúng ta sẽ biết tính toán điều gì
ở trong cuộc chiến của mỗi chúng ta. Điều thứ nhất chúng ta học ở đây, trong cái nhìn của sứ đồ Phao-lô ở trong Ê-phê-sô, và điều thứ hai chúng ta sẽ nói ở trong cái bí quyết của sứ đồ Giăng ở trong thời gian thứ nhất. Và kết hợp hai điều này sẽ giúp cho chúng ta có một đời sống đắc thắng. Đắc thắng là một kinh nghiệm, giống như nếm biết Chúa phải đòi hỏi một kinh nghiệm. Trước nhất, muốn sống một đời sống đắc thắng thì chúng ta phải có ý thức đúng. Ê-phê-sô đoạn 6, nhất là câu thứ 13, ý thức rất là quan trọng cho chúng ta. Nếu chúng ta không ý thức điều này, không xác định điều này, thì đừng có bàn vấn đề chiến thắng để làm gì. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 6, câu thứ 3, xin lỗi, câu thứ 13, 11, 12, rồi 13, 14, vân vân, chúng ta bắt đầu suy nghĩ các câu này. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời. Đây là ý thức đầu tiên mà chúng ta cần phải lưu ý. Trước nhất trong câu thứ 12 đó, chúng ta phải biết mình đánh trận với ai. Trận chiến gây go lắm. Chỉ cần nói đến chủ quyền, thế lực, các thần dữ ở các miền trên trời, chúng ta mới thấy cái cục diện nó kinh khủng như thế nào. Chúng ta không phải đối diện với những gì bằng mắt thấy đâu, bằng cái quyền lực vô hình. Không phải trên đất này đâu, mà trên trời. Không phải thế lực của con người, mà là của các thần dữ. Không phải của những tên lính quèn, mà vua chúa. Đây là những từ mà sứ đồ Phao-lô dùng cho chúng ta thấy. Trước nhất phải ý thức cái trận chiến của chúng ta là như vậy đó. Có lẽ Adam Eva nghĩ rất đơn giản, nhưng khi đối diện với thực tế, chúng ta mới thấy họ đã thất bại. Không phải chỉ là nghe, không phải chỉ là thấy, không phải chỉ nghĩ, nhưng mà ở đây chúng ta thấy có hai cái lực lượng, hai cái quyền lực, hai cái lời của Chúa và của Satan hoàn toàn khác nhau. Người ta nói rằng chỉ có cái trái cấm thôi, đâu có giá trị gì đâu. Như trái xoài, trái ổi, trái cốc, chỉ vậy thôi đâu. Chỉ có cái trái cấm thôi mà, tại sao nó ghê gớm như vậy? Không phải vậy đâu. Đức Chúa Trời không tiếc gì với Adam, Eva, vì trong vườn Ê-đen không thiếu chi cả, kể cây sự sống Chúa cũng đâu có cấm. Nhưng Chúa muốn dùng cái cây biết được thiện ác này để thử nghiệm. Thử nghiệm là gì? Là đưa một người
đưa một vật vào trong một trạng thái bất thường để xem có thể chịu đựng được qua cơn thử nghiệm đó hay không. Một người, một vật đưa vào một trạng thái bất thường để xem cái người đó phản ứng ra sao để kết luận. Và tiêu chuẩn của sự thử nghiệm là gì? Là vân phục, vân lời Chúa hay không. Hết sức rõ ràng như vậy. Đây là bài học rất là căn bản của chúng ta. Chúa đánh giá với Satan, với Ê-ba-đàm hoàn toàn khác nhau. Cho nên chúng ta phải biết cái cuộc chiến mà chúng ta đối diện đó, vô hình, thần dữ trên trời, vua chúa của thế gian mờ tối, một lực lượng chống nghịch với Chúa để chống nghịch với chúng ta, không có đơn giản thưa quý bạn chứ. Tại sao cái sự sống Chúa không cấm mà không chịu ăn? Cứ soi bói cái trái mà Chúa cấm, đều nó nói lên rằng ngay từ bắt đầu cái ý thức của Eva và Adam đã thất bại rồi, phải không? Từ trong ý thức ban đầu đã thất bại rồi, đánh giá thấp quá rồi. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Đôi lúc chúng ta phạm tội, chúng ta thấy cái này có ăn thua gì đâu, chúng ta đánh giá tội lỗi quá thấp, chúng ta đánh giá kẻ thù quá thấp, chúng ta coi thường tất cả những nguy cơ ập đến với chúng ta. Đấy là vấn đề thứ nhất. Chúng ta không chiến thắng trong cái cuộc sống của chúng ta vì chúng ta không ý thức đúng. Ông Führer đã nói ma quỷ như cái gì? Như sư tử. Và Führer dùng hai hình ảnh rất là đặc biệt của sư tử, đó là lúc cần nó rống, nhưng khi nó rình. Ma quỷ như sư tử rống, làm cho bao nhiêu vật ở trong rừng khiếp sợ nghe nó rống. Và khi sư tử rống, rung rinh rừng rú, người ta nói như vậy đó, không có con vật nào có thể đối địch lại. Nhưng dở, bởi vì nó rống từ đằng xa, mấy con vật khác nghe thì chạy vô hang núp, nó không làm gì được. Con sư tử dũng mãnh bao nhiêu, nó cũng không có thể thọt móng vuốt vô cái hang của con thỏ rất nhỏ bất yếu được, phải không? Mỗi một con vật nó có sự tự vệ, nó có sự bảo toàn vân vân, để có thể sống ở trong chính Đức Chúa Trời ban cho nó. Nhưng Phi-a-rơ thì thấy cái mặt ma quỷ không có rống đâu, nó rình. Và một khi rình thì nó đứng bên cạnh cũng không hay nữa. Và người ta nói rằng trong các loài vật, con sư tử nó có cái bốn cái chân êm như nhung vậy đó, mềm mại, không có ai phát hiện được. Vì vậy có lúc nó rống rồi nó lại rình, bao nhiêu con mồi thất bại vì không ý thức. Ở đây điều thứ nhất chúng ta phải ý thức đối thủ mà chúng ta cần phải chiến thắng là ai. Thì trong câu thứ 12 của Ê-phê-sô đoạn 6 chúng ta biết rồi, phải không? Ai đã từng thấy ma quỷ rồi? Là chúng ta chưa thấy, nhưng dường như hết thảy đều nghĩ rằng ma quỷ đen thui, nó có hai cái răng nanh, nó hai cái sừng, nó có cây chĩa ba, đó là ma quỷ. Nhưng thật sự thì nếu chúng ta nghĩ như thế
chúng ta sẽ thất bại. Kinh Thánh có nói ma quỷ có thể giả làm thiên sứ sáng láng, bất ngờ lắm. Ma quỷ nó có thể làm thiên sứ sáng láng. Ở trong Khải Huyền có nói ma quỷ nó làm được những phép lạ mà Chúa cho phép. Phép lạ là siêu nhiên, vượt lên trên thiên nhiên, chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể thực hiện. Nhưng đến những lúc trong thời kỳ sau rốt, ở trong các mà chúng ta xem các đoạn của Khải Huyền, ma quỷ được phép làm những phép lạ, tức là nó khiến cái tượng biết nói nữa kìa. Nó dùng bói khoa, nó dùng mọi thứ để dụ dỗ dân cư trên đất, và ngay cả những người thuộc về Chúa cũng thất bại. Ngày nay người ta có thể qua mắt mọi người bằng ảo thuật, nhưng ma quỷ nó dùng tà thuật vượt lên trên sức mạnh của con người, chúng ta đừng coi thường. Điều tôi muốn nhấn mạnh trước nhất, muốn sống với đời cho chắc thắng thì phải biết chúng ta đang đối diện với kẻ thù cần phải đánh bại là như thế nào. Nếu không thì chúng ta sẽ coi cuộc chiến rất là dễ dàng. Ảo thuật là gì? Là nó không có thật. Và thậm chí ngày nay nhiều người cũng nói rằng không có ma, không có quỷ gì hết á. Chúng ta có tin là không có ma quỷ không? Vì vậy cho nên không có sợ ai hết trơn á. Ma quỷ có chứ. Nhưng mà có như thế nào? Những kẻ xấu á. Thật ra nhiều người tốt lắm á bên cạnh chúng ta đó. Nhưng mà chúng ta cũng tưởng rằng tốt không phải là ma quỷ. Có khi đó là ma quỷ. Ý thức chiến trận thuộc linh, để chúng ta không dại dột mà bị thất bại hay là chiến bại. Chắc chúng ta nhớ câu chuyện về một anh kia, khi biết mình sẽ ra trận, anh ta nói rằng rất khó cho tôi phải chiến đấu vì tôi không có kẻ thù. Người ta hỏi tại sao? Anh nói rằng tôi đang đứng ở trong chiến tuyến này, nhưng bên chiến tuyến kia cũng toàn là bạn của tôi không à. Tôi đâu có nỡ mà đánh, bây giờ ra trận tôi biết làm sao. Bên này thì các bạn và tôi mặc áo xanh, quần xanh, nhưng bên kia thì áo xám, quần xám cũng đều là bạn của tôi hết, cho nên tôi rất khó mà chiến đấu. Cho nên anh muốn chứng tỏ rằng mình không có kẻ thù, mình là bạn của cả hai bên. Cho nên anh mặc áo xanh và quần xám để nói cho mọi người biết, bên xám thấy cái quần xám là biết tôi là bạn của anh. Rồi bên xanh cũng thấy áo xanh thì cũng biết tôi là bạn của cái anh xanh. Chắc chắn là tôi không có bị một viên đạn nào cả, bởi vì chẳng lẽ bạn lại bắn với nhau. Anh nghĩ như thế. Rồi anh ra trận ở trong sự bình an lắm. Và cuối cùng cái người chết trước là anh. Người ta bị bắn một viên, anh bị bắn tới hai viên lận. Bởi vì bên xanh cứ nhắm quần xám mà bắn, bên xám nhắm áo xanh mà bắn, cho nên anh bị nhiều viên nhất và chết trước nhất. Đó là hậu quả. Đây là câu chuyện vui nhưng mà thật đó quý bạn chứ em. Có bao giờ chúng ta đứng với Chúa và chúng ta đứng với ma quỷ không? Ma quỷ với Chúa như ánh sáng, như bóng tối, làm sao kết hợp cho được? Đức Chúa Trời và thần dữ chúng ta đều tôn kính. Và ngay tại trần gian này bao nhiêu tôn giáo với rất là nhiều thần của họ, và chúng ta rất dễ để chúng ta có thể kết hợp liên kết với thế gian, sẵn sàng đối diện với tất cả mọi thần tượng. Và Chúa cũng giống như một trong những thần tượng mà thôi. Chúng ta chấp nhận được không? Cho nên ở đây nói đến ý thức trận chiến,
Trước khi chúng ta nói phần thứ hai, chiều nay tôi muốn nói hai phần thôi. Có bốn cái trận chiến mà chúng ta cần phải xác định. Trận chiến thứ nhất, đó là bản ngã của chúng ta. Trước khi nói kẻ thù ở đâu không biết, đây là kẻ thù của chúng ta nè. Kẻ thù trước nhất chính là bản ngã của chúng ta nè, con người xác thịt yếu đuối của chúng ta. Có một vị vua ở ngoài chiến trận nhiều hơn là ở nhà, và khi ông lên làm vua, ông già lắm rồi, và nhiều người hỏi ông rằng xin bệ hạ kể cho một cái cuộc chiến gay go nhất, một cuộc chiến mà vua đã chiến đấu chiến thắng oai hùng nhất. Thì ông vua nói ngay, cái cuộc chiến thắng chính mình là cuộc chiến ghê gớm khó thắng nhất. Đúng vậy, chúng ta khó với người khác, chúng ta dễ dãi với chính mình. Chúng ta lên án người khác, không hề lên án mình. Bản ngã là những cái gì đó từ bên trong cái sự yếu đuối của chúng ta, chúng ta chấp nhận nó, và chúng ta muốn Đức Chúa Trời cũng chấp nhận như thế. Đó là một sai lầm rất lớn, và đa số chúng ta thất bại. Nên xin Chúa cho chúng ta hãy quay trở về với chính mình. Cho nên Phao-lô đã nói trong Galati đoạn 2 câu 20, ông nói như thế nào? Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, tức là con người cũ của tôi đó, bản ngã của tôi đó, nó đã chết. Đóng đinh tức là cho nó chết. Chúng ta chưa thật sự chết về bản ngã. Kẻ thù trong chính chúng ta luôn tấn công và hạ gục chúng ta, chứ không có đi đâu xa đâu thưa quý bạn chị em. Bản ngã chúng ta chưa thật sự chết, mà chính chúng ta sẽ chết vì bản ngã đó. Yếu đuối, thất bại, tham lam, mọi thứ nó phát xuất từ ở trong chúng ta. Có ba cái tội điển hình trong tất cả các tội mà Kinh Thánh chép. Nó bắt đầu ngay từ cái tội tham lam. Tham lam nó phạm tội với người khác. Tham lam là gì? Lấy của người khác, không phải của mình, lấy bỏ túi cho mình, đó là tham lam. Coi vậy tham lam tội dễ phạm nhưng chưa lớn lắm đâu. Thứ hai, cái tội điển hình thứ hai là gì? Là tội phạm trong thân thể. Cái đó là phạm người khác gọi là tham lam. Còn phạm trong thân thể là tà dâm ngoại tình, là ăn nằm với một người bất xứng. Chắc chúng ta biết rồi, đấy là tội mà ông Phao-lô nói, tội không phải ngoài thân thể mà tội phạm trong thân thể, nó nặng hơn. Và điển hình ở trong Kinh Thánh, cái tội thứ ba lớn hơn là nó đụng đến Đức Chúa Trời, là tội thờ thần tượng, chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Xưa quý bạn chị em không phải người ngoại đâu, mà đây là ba tội điển hình ở trong sách Cô-rinh-tô, nói cho hậu thánh ở tại Cô-rinh-tô đấy, và bây giờ chiều nay nói với tôi và tất cả quý ông bạn chị em đấy. Vì vậy ý thức trước nhất chúng ta phải thắng bản ngã cái đã, phải không? Và phạm tội ngay trong thân thể của chúng ta. Ông Gia-cơ đã nói trong Gia-cơ, chúng ta phạm tội khi tư dục, xúi dục mình. Tư dục là cái sức mạnh ở bên trong. Tư dục xúi dục mình, để anh em phạm tội rồi từ từ tư dục đó nó gì? Cưu cưu mang. Rồi từ ít cho đến nhiều, rồi đến trọn thì sanh ra sự chết. Sự chết khi tư dục cừu mạng. Đó là cuộc chiến, đó là kẻ thù cần phải ý thức. Thứ hai, chính trong con góc của chúng ta, cái từ mà ông sứ đồ văn dùng đó là phải thắng cái gì? Thắng thế gian. Thế gian ghê gớm lắm.
Thế gian không phải là những vẻ đẹp ở vũ trụ. Chứ thế gian ở đây không phải là những vật thọ tạo mà Chúa dựng nên tốt đẹp. Nhưng thế gian đây là tất cả những cái gì chống nghịch lại với chính điều tốt đẹp Đức Chúa Trời ban. Ở trong Giăng đoạn 3 câu 16, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, tức là yêu thương những con người tốt đẹp Chúa dựng nên. Nhưng chớ yêu thế gian. Trong Thơ Giăng thứ nhất đoạn 2 câu 15, 16. Và thế gian ở đây là cái gì đó chống nghịch lại với điều tốt lành. Mà Kinh Thánh nói chớ yêu. Nhưng chúng ta là thường yêu. Thế gian đáng yêu quá, phải không? Thế gian là những gì chung quanh của chúng ta nghịch với chính Đức Chúa Trời. Cho nên Phao-lô cũng nói giống như sứ đồ Giăng vậy đó, là đừng làm theo đời này. Cái chữ đời là thế gian đấy. Nhưng hãy biết quá, bởi sự đổi mới của tâm thần mình để thử cho biết ý muốn tốt là đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Đó là những cái gì nghịch với thế gian nghịch lại với những điều tốt lành trọn vẹn mà Chúa muốn đó, phải không? Cho nên chúng ta hãy dùng Kinh Thánh để chúng ta đối chiếu thấy được hết sức là rõ ràng như vậy. Và bây giờ kẻ thù của chúng ta, điều thứ ba chúng ta phải ý thức đó là tội lỗi. Tội lỗi lại dưới nhiều hình thức quá. Tội lỗi nhiều hình thức lắm. Tội lỗi nó còn ghê gớm hơn là vi trùng làm hại cơ thể của chúng ta. Vi trùng nó có ở khắp mọi nơi. Nó ở trong nước, giờ nó ở trong không khí. Và vi trùng nó có ngay trong cơ thể của chúng ta. Tuy nhiên chúng ta thắng nó có thể được khi chức đề kháng của chúng ta mạnh hơn ngay cả vi trùng ở trong cơ thể của chúng ta. Nhưng hầu hết chúng ta thất bại. Bởi vì trong Kinh Thánh cho chúng ta biết chớ để tội lỗi sao cai trị anh em. Tức là tội lỗi đó là làm chủ anh em. Thay vì Chúa cai trị thì tội lỗi cai trị nó xui khiến cho chúng ta. Như Phao-lô nói, không muốn làm vẫn phải làm. Và tội lỗi có sức mạnh ghê gớm mà chúng ta cần phải chiến thắng nó. Tội lỗi như chúng ta nói là bản ngã là cái tôi. Nhưng nó lại tối, nó lại tồi. Không có tốt đẹp gì hết, dù dấu nặng, dấu quyền, dấu ngã, dấu sắc. Tội lỗi với rất nhiều hình thức. Chúng ta gọi là thắng nó. Tôi đã thường nhắc, không có từ điển nào nói đúng về chữ tội lỗi ngoài ra Kinh Thánh. Và một nhân vật định nghĩa cho tội lỗi hết sức là chính xác, đó là David. Và câu Kinh Thánh thật là chính xác là Thi Thiên thứ 51, các câu đầu là câu thứ 3. Khi David ý thức rằng tôi đã phạm tội với Chúa, khi ông đề cập đến tôi biết các sự vi phạm tôi, là chúng ta mở ra trong Thi Thiên, chúng ta gạch đến cái câu đó giùm tôi, để nó là một cái lời giải thích về tội đầy đủ nhất á. Thường thường khi nói đến tội thì chúng ta hiểu như thế nào? Roma đoạn 3 câu 23, tội là gì? Tội là không đạt đến điều Chúa muốn. Mọi người đều đã phạm tội, thiếu hay là hụt mất sự bình hiển của Chúa. Chúa bảo chúng ta đi đến đó, chúng ta không chịu đạt, đó là tội. Còn lỗi là gì? Lỗi là thay vì con đường ngay thẳng, chúng ta tách qua, chúng ta đi bên hữu bên tả, đó là lỗi đó. Và hình thức của tội lỗi thứ ba là vi phạm đó, tức là Chúa cấm chúng ta vượt qua điều Chúa bảo chúng ta không làm, điều Chúa cấm chúng ta làm. Đó là tội lỗi. Tội lỗi nó hấp dẫn quá, phải không? Người ta nói rằng tóc này nó mềm mượt nè, nó mướt bóng nè, nó đen huyền nè, đẹp lắm đó. Nhưng mà đưa ra qua kính hiển vi đó, tóc này nó ghê hơn là cái đuôi con chuột nữa, ghê lắm. Bởi vì khi phóng to lên đó, cái tóc này nó ghê lắm.
Cái nhìn của Chúa trên tất cả những việc làm của chúng ta để Chúa đánh giá đúng hay sai, thắng hay bại là qua sự thánh khiết của Chúa. Chính hiển vi sẽ làm cho thấu suốt tất cả những bộ phận trong cơ thể của chúng ta, mắt đần không thấy. Và viễn vọng kính sẽ đưa tầm mắt có giới hạn chúng ta đến một tầm nhìn thật là xa hơn. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta phải xác định, phải ý thức cần chiến thắng tội lỗi. Đó là kẻ thù rất là ghê gớm. Vì vậy ở trong Hebrew đoạn 12 câu 1, Kinh Thánh đề cập đến tội lỗi như thế nào? Tội lỗi dễ vấn vương, là tội lỗi lớn hay nhỏ? Nhỏ thôi, nhưng hết sức nguy hiểm. Nó quấn đến nỗi bó tay bó chân và không nhúc nhích được. Đừng coi thường, cần phải chiến thắng. Dù tội ở trong tư tưởng, lời nói, chứ không phải chỉ hành động. Nguyện Chúa ban ơn cho chúng ta nha. Và chúng ta ý thức điều thứ tư, kẻ thù cần phải chiến thắng, đó là sự cám dỗ. Tôi tin rằng không nói nhiều, tất cả chúng ta đều đối diện với sự cám dỗ, đã, đang và sẽ. Chúng ta đang đối diện với sự cám dỗ. Cám dỗ nó đến từ ma quỷ, chứ không phải đến từ Chúa. Chúa cho phép sự thử thách đến, tốt hơn. Nhưng Đức Chúa Trời không cám dỗ ai. Nghĩa là ông Gia Cơ xác nhận ma quỷ cám dỗ, mà cám dỗ là làm những điều xấu. Chúng ta bị cám dỗ mặc dầu cố giảm, nhưng mà cố giảm không được. Đa số chúng ta đều thất bại vì cám dỗ tinh vi lắm, thưa quý bạn chị. Cám dỗ ngay cả trong việc rất nhỏ mà chúng ta không tưởng tượng được. Chúng ta đừng coi thường. Có một anh tín đồ rất sốt sắng, rất giỏi, và đi du học ở nước ngoài. Gia đình rất tinh kính, sinh hoạt trong hội thánh, mà lúc đó tôi là quản nhiệm. Và anh ước ao anh sẽ trở về sau khi học ở tại Mỹ. Anh có vợ, có hai đứa con ở Việt Nam, liên hệ rất thường xuyên để nhắc nhở cho anh về sự tinh kính khi học ở Mỹ. Tốt quá. Nhưng một thời gian sau thì gia đình biết anh có quen một cái cô gái ở bên Việt Nam, xin lỗi, ở bên Mỹ. Và đó là học chung một cái trường đại học với anh. Cô này gái chưa có chồng, anh là người đã có vợ, dĩ nhiên họ giữ khoảng cách. Nhưng rồi một ngày, 5 ngày, 10 ngày, 1 2 tháng, 1 năm, họ gần gũi với nhau quá, nhưng chưa hề ăn nằm với nhau. Bởi vì anh này còn sợ Chúa. Rồi một ngày kia, cũng sắp kết thúc cái chương trình học ở tại Mỹ, anh nhờ ơn Chúa để từ chối, không còn quen biết, không còn đến nhà với nhiều cám dỗ. Anh gọi cô đó đến và nói rằng đây là đêm cuối cùng chúng ta dứt khoát chia tay tất cả. Dễ bị cám dỗ lắm. Dứt khoát nghe em. Dạ em biết. Rồi đêm nay chúng ta cũng thức thâu đêm, rồi đêm nay là đêm cuối cùng để chúng ta chia tay, đừng bị cám dỗ. À đúng rồi, nhưng đó là đêm đầu tiên họ ăn nằm với nhau. Tưởng là đêm cuối cùng, nhưng mà đó là đêm đầu tiên. Và khi trở về Việt Nam, cô này bị gia đình xua đuổi, anh này bị vợ con xua đuổi, hoặc chẳng được gì cả. Gia đình rất danh giá, rất giàu có, mà một cô gái bị như thế, một anh chàng này tinh chính bị dứt hết thông công và không còn gì hết. Tưởng rằng đêm cuối cùng, nhưng mà đó là đêm đầu tiên bước vào cái tội phạm ở trong thân thể. Khó lắm quý ông bà anh chị em. Cám dỗ hấp dẫn lắm. Vì vậy cho nên chúng ta phải thấy đây là kẻ thù của chúng ta, cần phải chiến thắng đó.
Như vậy thì bản ngã, thế gian, tội lỗi, cám dỗ, cái nào nặng hơn cái nào? Cái nào cũng ghê gớm lắm đó. Xin Chúa cho chúng ta ý thức. Một câu hỏi được đặt ra cho những người lái xe trong phần lý thuyết trước để minh chứng cái khả năng lái xe của anh đó. Thì khi đến một cái phần nguy hiểm, đây là bên đây là một cái hố thật sâu, thì với cái tài lái xe của anh thì anh lái cách bao xa là được? Thì có nhiều người cũng khiêm nhường, tôi lái cách hố một thước là được. Còn nhiều anh nói rằng đối với tôi thì nửa thước là cao. Còn có anh kia để chứng tỏ mình lái xe giỏi, cách một tấc là đủ rồi. Tất cả đều rớt. Cái câu trả lời đúng là cách càng xa càng tốt. Tôi khuyên tất cả mục sư truyền đạo, các chấp sự, các nhân sự và các tín đồ nữa, hãy lánh xa càng tốt. Bao nhiêu sự cám dỗ, bao nhiêu những cái quyền lực hấp dẫn của thế gian, bao nhiêu cái hình thức của tội lỗi mà chúng ta coi thường, nhưng trước mặt Đức Chúa Trời Thánh Khiết Ngài không coi thường đâu. Là trong tất cả bản ngã chúng ta cần phải chiến thắng. Bây giờ chúng ta nói điều thứ hai. Thật ra thì giờ qua mau lắm, mà chiều nay có lỡ dài 5-10 phút rồi cũng không đến đổi ha. Không biết có mưa hay không, mà mưa cũng không sao. Điều thứ hai chúng ta đang sẽ nói đến bí quyết để đắc thắng. Khi chúng ta ý thức trận chiến rồi đó, bây giờ chúng ta mới nói đến sự chiến thắng. Ông sứ đồ Giăng nói gọn lắm, ngắn lắm, nhưng mà cốt lõi vô cùng ở trong câu gốc mà chúng ta thấy đó. Vì hễ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời thì thắng hơn thế gian, và sự thắng hơn thế gian ấy là đức tin của chúng ta. Cho nên nếu chúng ta dùng câu này mà thôi đó, và theo tuyên đạo Pháp đó, chúng ta giới hạn đề tài đó, thì chúng ta thấy hai từ rất quan trọng liên quan đến sự đắc thắng là gì? Sanh bởi Đức Chúa Trời và đức tin của chúng ta. Sanh bởi Đức Chúa Trời là sự sống của Chúa truyền đạt, là một sự biến đổi hoàn toàn linh hồn, thân thể của chúng ta, và Chúa làm chủ cuộc đời của chúng ta. Và tại sao được điều đó? Đó là phương diện của Đức Chúa Trời. Còn phương diện của chúng ta là gì? Là đức tin. Đức tin của chúng ta còn sanh ra là bởi Chúa. Đây là giống như một câu đối rất là chuẩn của sứ đồ Giăng, nói một bí quyết để chúng ta đắc thắng. Cho nên chúng ta ý thức về trận chiến rồi, bây giờ chúng ta cần bí quyết. Nó có liên quan đến chúng ta và nó có liên quan đến Chúa, liên quan đến mỗi chúng ta. Tức là chúng ta xem lại đức tin của chúng ta, biết được tình trạng của chúng ta. Muốn thắng đối tượng là thế gian, sứ đồ Giăng nêu ra thế gian, bốn cái đối tượng đó chúng ta thấy thế gian ông nêu ra. Rồi bây giờ đắc thắng là gì? Là sanh bởi Đức Chúa Trời. Những người không sanh bởi Đức Chúa Trời thì thôi khỏi nói nữa, bởi vì không có sự sống của Chúa thì làm sao mà đắc thắng? Héo tàn không vững làm sao mà chiến đấu? Ở trong Ê-xê-chiên đoạn 37, tiên tri Ê-xê-chiên thấy hiện tượng gì? Thấy cả bao nhiêu cái hài cốt khô, một cái xương khô nằm chất đống đống, nó không có sự sống. Rồi tiếp theo ông thấy Chúa thổi sự sống vào thì những cái hài cốt khô đó làm sao?
nó có sự sống, nó đứng lên thành một đạo binh rất lớn, có trật tự. Còn hài cốt khô thì cái này chồng cho cái kia, chất đóng như cái đám rác gì đó, giống như tất cả cái bông hoa này mấy ngày sau quăng thành chất đóng rồi nó héo rồi đó, bởi nó không có sự sống. Nếu không sanh bởi Đức Chúa Trời thì đừng bàn vấn đề đắc thắng, bởi vì đâu có Chúa, đâu có sự sống gì của Chúa ban. Ở đây cái phương diện thứ nhất là chúng ta xem lại coi bên trong chúng ta thật sự được Chúa cứu, được biến đổi, và Đức Chúa Trời đang ngự trong lòng của chúng ta, làm chủ cuộc đời chúng ta hay không, hay là bản ngã chúng ta làm chủ. Chúa chỉ có một phần ở trong cơ thể của chúng ta. Bí quyết thứ nhất là vậy. Về phương diện của chính Đức Chúa Trời, nếu ai sanh bởi Đức Chúa Trời là vậy đó. Có một em thiếu nhi trả lời cho một cô giáo trong lớp trường chủ nhật. Cô giáo hỏi rằng: bây giờ xin các em trả lời cho cô biết coi, nếu mà ma quỷ đến gõ cửa lòng các em phản ứng ra làm sao? Thì có một em nói rằng: dạ thưa cô, ma quỷ đến gõ cửa lòng của em đâu có ra mở, em nhờ Chúa mở cửa, nó thấy Chúa, nó chạy. Còn nếu mà em mà ra mở, nó chộp liền. Đơn sơ như thế đó. Bây giờ Chúa đang làm chủ trong cuộc đời chúng ta. Chúa tái sinh chúng ta, Ngài làm cho chúng ta nên thánh, Ngài cho chúng ta có địa vị nên thánh, và nên thánh thực nghiệm, và cuối cùng được nên thánh trọn vẹn ở trong nước Chúa tương lai. Vấn đề là Chúa đang làm chủ cuộc đời chúng ta hay không. Cái chữ sanh bởi Đức Chúa Trời là về vậy đó. Hai cái từ rất quan trọng mà ông sứ đồ Giăng dùng, nếu chúng ta nghiên cứu theo chân thứ nhất đó, một người không phạm tội tức là người được tái sinh. Tất cả mỗi chúng ta tin Chúa Giêsu được tái sinh, sinh làm đời sống mới, nhưng Chúa tiếp tục ngự trên cái lòng của chúng ta làm chủ kiểm soát, hay là bản ngã chúng ta ngồi ở trên Ngài điều khiển, và chúng ta cứ chỉ cứ phạm tội, đó là điều quan trọng. Không tiếp tục phạm tội thì mới mong chiến thắng. Khi chúng ta đọc ở trong Galati đoạn 5, ai cũng thích câu thứ 22: trái của tinh thần ấy là lòng yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Ai cũng thích điều đó. Đương nhiên có thánh linh thì có yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục. Nhưng trước câu thứ 22, các câu ở phía trước là gì? Việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm, gian dâm, mô quế, luôn tuồng thờ, tuồng phù phép, tranh đấu, bất quê, và cả mê ăn uống. Nó nằm ở trong cái phần đầu đó. Và hãy ai phạm nhiều đó thì không được nước hưởng nước Đức Chúa Trời. Người ta hiểu lầm câu này. Muốn mê ăn uống cũng không hưởng được nước Đức Chúa Trời sao? Đó là hậu quả của đời sống để xác thịt làm chủ. Mà nếu cứ tiếp tục như thế, cứ tiếp tục gian dâm, cứ tiếp tục uế, cứ tiếp tục thờ hình tượng, không hưởng nước Đức Chúa Trời là quá đúng. Cho nên khi chúng ta đã được sanh lại một đời sống mới, có Chúa làm chủ, thì chính Chúa sẽ điều khiển cuộc sống để chúng ta luôn đắc thắng. Và chúng ta đắc thắng là nhờ Chúa, chứ không phải bởi sức riêng của chúng ta. Đây là bí quyết của cả Kinh Thánh, chứ không phải của ông sứ đồ Giăng đâu. Thấy không? Và cả sứ đồ Phaolô, rồi đọc hết những câu Kinh Thánh mà chúng ta thấy đó. Thật sự được sanh bởi Đức Chúa Trời thì thắng hơn thế gian. Ở trong Cô-lô-se đoạn 3 câu thứ 15 có chép lời cầu xin của sứ đồ Phaolô muốn cho thánh tại Cô-lô-se biết, đó là nguyện xin Đấng Christ làm gì? Cai trị trong lòng anh em. Cái chữ cai trị đó là được dịch là kiểm soát, cũng được dịch là trọng tài, để bất cứ
lúc nào thổi còi lên khi chúng ta vi phạm. Ông sứ đồ Giăng nói rằng sanh bởi Đức Chúa Trời. Ông Phaolô nói rằng được Chúa cai trị ở trong lòng. Nó gặp nhau ở chỗ là Chúa làm chủ. Chúng ta thấy một cái trận đá banh không có trọng tài thì sao? Mạnh ai nấy đá, bất chấp luật lệ, đúng không? Nhưng mà có trọng tài nó khác. Xin Chúa kiểm soát chúng ta từ trong tư tưởng, lời nói và hành động. Ngài điều khiển tất cả một cuộc chiến và chắc chắn sẽ đắc thắng. Điều này không có mới đâu. Nhưng chúng ta rà soát lại, thưa quý ông bà anh chị em. Mục sư Bill Graham nói rằng bình thường thì sự cám dỗ nó ít đến với chúng ta lắm, nhưng mà càng thuộc linh chừng nào, càng thiêng liêng chừng nào thì ma quỷ càng tấn công chừng đó. Bình thường thì không sao, hãy quỳ gối cầu nguyện, cháu nội nó la, cháu ngoại nó khóc, không còn nguyện nữa. Bình thường thì không có, mà cái gì muốn thiêng liêng ngồi lại soạn bài giảng, nó quậy phá đủ thứ, cúp điện gì đó, nó nhiều thứ lắm. Càng thiêng liêng thì chúng ta càng bị đối diện với những sự cám dỗ và tấn công. Ma quỷ không để yên chúng ta một ngày, một phút, một giây nào đâu. Phải cảm biết Chúa đang điều khiển chúng ta. Quý ông bà anh chị em, đừng sử dụng ý riêng và những gì mà chúng ta có cho là có thể thắng hơn ma quỷ. Đó là chữ sanh bởi Đức Chúa Trời. Ông Phi-e-rơ nói trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 5: sau khi anh em tạm chịu khổ thì Đấng Christ sẽ làm cho anh em được trọn vẹn, vững vàng và thêm sức cho. Chúa sẽ thêm sức khổng lồ của Chúa cho chúng ta. Tôi nói trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 5 câu 10 đó, với đề tới Chúa, với con cái Chúa. Chúa sẽ làm cho chúng ta được đắc thắng bởi sức mạnh khổng lồ của Chúa vượt lên trên ma quỷ, và Chúa sẽ làm chúng ta vững vàng không ngã quỵ trước sức mạnh của ma quỷ. Nhưng trước nhất của câu đó là Chúa sẽ làm cho chúng ta được trọn vẹn. Cái chữ trọn vẹn ở đây là nó điều chỉnh lại chúng ta, giống như cái lưới nó lủng và nó lại phục hồi nó y như cũ. Nếu chúng ta tiếp tục sử dụng đời sống lủng lỗ thuộc linh của chúng ta đó, những cái lưới chúng ta đã lủng lỗ to quá đó, ra trận kéo lưới, ra biển để kéo lưới, chẳng có cá nào đâu nó lọt tót hết à. Hãy đánh là thất bại, hãy kéo lưới là cá ra hết. Bởi vì bao nhiêu cái lỗ hổng ở trong chúng ta đó chưa có vá lại. Đó là cái từ mà Phi-e-rơ dùng. Tôi đã nghiên cứu và dạy thơ Cô-rinh-tô thứ nhất và thơ Phi-e-rơ thứ nhất. Đây là hai bức thư nó tuyệt vời, thưa quý bạn chị em. Rất nhiều cái sứ điệp phù hợp cho chúng ta trong giai đoạn này. Cho nên xin Chúa ban ơn để cho chúng ta không có bị lủng cái lưới nào mà tất cả được vá lại đầy đủ. Để hãy kéo lưới là có kết quả, có cá. Hãy đánh trận là chúng ta sẽ có chiến thắng. Vì Chúa chiến đấu cho chúng ta, chứ không phải chúng ta chiến đấu. Đó là cái bí quyết mà chúng ta thấy ở đây. Và thứ hai, đó là đức tin của chúng ta. Theo như ở trong này, chúng ta thấy ông sứ đồ Giăng có nói: sanh bởi Đức Chúa Trời thì thắng hơn thế gian. Và thắng hơn thế gian bởi đức tin của chúng ta. Thắng hơn thế gian bởi đức tin của chúng ta đặt nơi Chúa, Đấng đã tái sinh nên thánh cuộc đời của chúng ta. Nó kết hợp như thế đó. Phương diện của Đức Chúa Trời và phương diện của chúng ta, đây là hai cái phương diện. Đức tin là phương diện của chúng ta. Chúng ta cần có một đức tin thật là mạnh mẽ, vận dụng chính sức mạnh, chính phương tiện của Đức Chúa Trời trong cuộc chiến. Mà bây giờ chúng ta vận dụng mọi phương tiện của Đức Chúa Trời là gì? Là nhờ vũ khí của Ngài. Chúa tăng cường, Chúa cho chúng ta những thứ vũ khí mà. Vũ khí được mô tả ở trong các câu tiếp theo sau câu thứ 13 đó, từ câu thứ 14 đó.
mặc áo giáp bằng sự công bình, rồi đức tin làm thuẫn, rồi sự sẵn sàng làm giày dép, gươm của Thánh Linh. Đây là tất cả những cái vũ khí mà Chúa trang bị cho chúng ta. Cái cuộc chiến của Nga và Ukraine đó, đâu phải do hai nước đánh đâu, mà nó cả một cái sự hiệp lực viện trợ của nhiều nước, phải không? Vũ khí rất tối tân. Không biết bao nhiêu tiền của trong một cuộc chiến mà Nga tưởng chỉ mấy ngày xong, bây giờ gần 3 năm chưa rồi. Mất biết bao nhiêu tiền của, bao nhiêu mạng sống, mà bao nhiêu vũ khí đã đổ ra đó. Nhưng đó là cuộc chiến của một, của hai nước. Nó có sự tham gia của nhiều quốc gia của châu Âu và của cả mấy khối. Nhưng cuộc chiến mà chúng ta đang và sẽ đối diện ghê gò lắm. Nó sẽ nhận chìm chúng ta vào quả ngục, hay nó sẽ nâng chúng ta để bước vào thiên đàng vinh hiển. Sự sống còn lớn lao lắm. Thưa quý bà anh chị em, xin Chúa cho chúng ta biết trang bị những cái vũ khí để chống trả với ma quỷ. Chúng ta có thể thắng, rồi đôi lúc chúng ta có thể thua. Nhưng mà điều rất quan trọng đó là trận thắng sau cùng của chúng ta. Ước ao chúng ta sẽ thắng trận cuối cùng để chúng ta sẽ hoàn tất cuộc chiến mà Chúa đang cho phép chúng ta chiến đấu, để chúng ta sẽ chiến thắng. Về đọc tiếp và ứng dụng từng vũ khí một ở trong Ê-phê-sô đoạn thứ 6 đó, chúng ta sẽ thấy, nếu chúng ta nghiên cứu từ sách từng trước giả, chúng ta thấy mỗi một trước giả Kinh Thánh cho chúng ta cái bí quyết để đắc thắng. Đối với Gia Cơ, ông nói rằng muốn đắc thắng thì làm sao? Chống trả với ma quỷ, phục Đức Chúa Trời. Vẫn là Đức Chúa Trời, vẫn là ma quỷ. Đức Chúa Trời giúp chúng ta đắc thắng, ma quỷ dùng mọi cách để đánh bại chúng ta. Đó là rất là rõ ràng. Nhưng tùy theo đức tin của chúng ta như thế nào, nơi Chúa hay là nơi chính sức riêng của chúng ta, và chắc chắn chúng ta sẽ thất bại trước ma quỷ. Cuộc chiến của chúng ta là vậy đó, thưa quý ông bà anh chị em. Cho nên kinh nghiệm việc nếm biết Chúa, cũng như kinh nghiệm sống đắc thắng, đây là hai kinh nghiệm vô cùng thực tế, và nó có thể nối kết với nhau, nối kết với Chúa để chống lại với ma quỷ. Thương lượng liên kết với ma quỷ, với thế gian, chắc chắn chúng ta sẽ thất bại mà thôi. Nguyện Đức Chúa đều ban phước cho chúng ta trong thời kỳ sau rút này. Là hai điều mà tôi muốn chia sẻ, đó là ý thức trận chiến và Chúa giúp cho chúng ta bí quyết để đắc thắng. Và thất bại trong cuộc chiến, nó sẽ kết thúc chỗ gọi là vĩnh cư của chúng ta. Tất cả chúng ta đều sẽ bước vào nơi cuối cùng mà giáo lý thần học lai thế gọi là vĩnh cư. Tức là gì? Nơi cư ngụ đời đời của chúng ta. Còn thế gian này là gì? Là tạm cư mà thôi. Và dẫu chúng ta chết thì chúng ta đến cái trung gian chuẩn bị bước vào vĩnh cư. Và vĩnh cư là thiên đàng và địa ngục. Tôi ước ao, như tôi đã cầu nguyện cho mình và cho tất cả hội thánh, Chúa đắc thắng cuối cùng trong một trận chiến sinh tử. Nếu chúng ta đọc ở trong sách Khải Huyền, chúng ta mới thấy nói gì? Con thú ở dưới biển lên, con thú thứ nhất, thứ hai, Antichrist, tiên tri giả, giáo sư giả, đủ thứ. Muốn đắc thắng không phải dễ dàng chút nào.
phải không? Những người bị bỏ lại có thể sẽ đối diện với cuộc chiến đó, và muốn thắng là phải tuần đạo, phải đổ huyết, không thờ lại con thú, vân vân. Và khi đọc sách Cả Quyền, chúng ta thấy những cái trận chiến cuối cùng đó. Rồi các sách, các thơ tín cũng nói lên cho chúng ta biết, chúng ta sống trong thời kỳ sao rốt này thôi, chưa tận thế đâu. Chúng ta đang bước vào trong những ngày cuối rốt. Xin Chúa giúp cho chúng ta biết được, hầu cho không khinh địch nhưng cũng không sợ hãi. Vì vậy chúng ta cần neo nơi Chúa bằng đức tin, mà chúng ta biết chắc Chúa sanh chúng ta ra từ sự tái sinh, tiếp tục địa vị nên thánh, nên thánh thực nghiệm và trọn vẹn mới mong đắc thắng. Kẻ thù chúng ta là ma quỷ với biết bao nhiêu công cụ của nó. Ước ao chúng ta sẽ chiến thắng mà không phải là chiến bại trong cuộc chiến thuộc linh của mỗi chúng ta trong thời kỳ sau rốt. Amen.